tìm được sang lo chưa? Dạ thưa ông chủ, tụi em đã tìm kiếm khắp nơi và thậm chí còn đánh động tới tụi trinh sát, nhưng vẫn không tìm thấy nó. Nhưng em đảm bảo với ông chủ là nó đã bị trúng đạn và chắc chắn nó sẽ chết. Khi lão chưa nhìn thấy cái xác của nó, là không tin nó đã chết. Em nghĩ dù cho nó may mắn thoát được thì nó cũng bị thương tích nặng nề. Nó không dám vào trạm y tế nào đâu. Nó chỉ có thể chui vào một xó nào đó mà chết thôi. Từ khi nào tụi bay nhẹ dạ, mất cảnh giác tới như vậy? Thưa ông chủ, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta có nguy cơ bị lộ. Mong ông chủ hãy nhanh chóng rút về nước trước. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi đặt em nó lo. Ông chủ cứ yên tâm. Thưa ông chủ, từ sau vụ của Phen, có lẽ chúng ta đã bị động. Một mạng người chứ không phải chơi. Hơn nữa công an Việt Nam nổi tiếng là phá án nhanh nhạy. Cho nên mong ông chủ hãy về bên đó càng sớm càng tốt, để tránh những rắc rối có thể xảy ra. Chuyện này để tao suy nghĩ, rồi sẽ lừa ra quyết định. Tụi bay tiếp tục tìm xác Khao Bằng Ly. Thưa ông chủ, dạ. Nhưng mà tao không muốn nghe bất cứ lứa nào nói thêm một lời nào về chuyện này nữa. Liệu tao muốn là nhìn thấy xác thằng Cao Bằng nó làm ở đây.